trong tương lai thành tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó ban đầu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ mất con hơn. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước con trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không biết đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chúng tôi, một chút nữa thôi sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục những cái gì. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Trong tập trước, câu chuyện về sự chia sẻ, Cam và Andy Khánh đã từng bước đối diện và vượt qua vấn đề của mình. Đã có những giọt nước mắt, những hành động phản kháng, tranh giành. Nhưng sau tất cả, hai cô cậu bé cũng đã dần sửa chữa để tốt lên. Sau thử thách này, chắc chắn không chỉ các bé mà ngay cả bố mẹ cũng đã rút ra được bài học cho chính mình để đồng hành cùng con trên chặng đường hoàn thiện bản thân sắp tới. Tập 7, điều bố mẹ mong con thay đổi. Và ở tập này, cô bé Son và cậu bé Xoài sẽ viết tiếp hành trình những điều bố mẹ mong con thay đổi. Liệu hai viên vitamin cười tràn đầy năng lượng này sẽ gặp phải những vấn đề gì? Hãy cùng lắng nghe nhé. Xoài ơi, Xoài sợ gì nhất? Xoài sợ ai nhất? Bác sĩ. Thực ra là những cái lần mà Xoài đến khám bác sĩ thì rất hay trong cái trạng thái là đang khóc ầm lên và không để ý được một cái gì khác. Và tất cả những đồ vật bác sĩ cầm trên tay thì bé đều sợ, không cần biết là có đau hay không. Thật ra mục đích hôm nay thì là muốn cho Xoài gặp bác sĩ và muốn là tiếp cận bác sĩ theo một cách nhẹ nhàng nhất. Từ những cái trò chơi của Xoài sau đó thì mới đến gặp bác sĩ thật. Riêng việc mà gặp bác sĩ thì thật ra cũng chưa chắc là liệu bé có bình tĩnh hay là kiểu bé có lắng nghe những gì mà chúng mình mong muốn không? Cũng sẽ rất là khó đấy. Nỗi sợ của Xoài cũng đáng yêu như tính cách của cậu bé vậy. Nhưng mà đã đến lúc phải giúp Xoài thay đổi, để mỗi lần gặp bác sĩ sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với cậu bé và cả với bố mẹ. Ba của Trang là quê ở Tiền Giang. Cho nên tụi Trang rất có nhiều cơ hội để được đến Tiền Giang, về quê nội là quê miền Tây. Quê của mẹ thì lại ở một nơi khác là ở miền Trung. Rồi tụi Trang thì lại sinh ra ở Long Khánh, Đồng Nai. Cho nên cái tuổi thơ của Trang khá là thú vị. This is Bến Tre City, okay? But this is belong to Mekong Delta, là miền Tây đó con. Ha. Wow. Với Son thì Trang thấy là Son còn thiếu những cái làm quen với những cái trò chơi dân gian, những cái trò chơi mà truyền thống Việt Nam. Tại vì đơn giản là cái thứ nhất là bây giờ đời sống thành thị thì các cháu không có được chơi mấy cái đó nhiều. Bản thân ba mẹ cũng đâu có cơ hội nhiều để cho các con chơi những trò chơi dân gian giống như mình ngày xưa. Nhưng mà Trang rất là muốn Son phải tìm hiểu và phải biết được một vài trò chơi để cho Son có những cái trải nghiệm nó thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn trong cuộc sống của Son. Không biết những thử thách ngày hôm nay sẽ được lồng ghép như thế nào và liệu rằng hai chiến binh nhí của chúng ta sẽ mạnh mẽ vượt qua hay sẽ bỏ cuộc. Hãy cùng đón xem ngay thôi. Phần 2, chúng ta làm được thôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Thử thách Thật lớn không. Yeah. So today we're gonna have some fun. We're gonna do some what are we gonna do? Monkey bridge, and then we're gonna do some other fun activities that are special for this part Đúng of rồi. Vietnam. Okay. Tức là hôm nay mình sẽ đi chơi những trò chơi dân gian ở miền Tây nè. Cái cầu khỉ này là hồi nhỏ mẹ với cậu Trung, cậu Hiếu với mẹ Đoan á, mỗi lần đi về quê á là phải đi bằng cầu khỉ đó không? Là and then many people they help us.
our family from the Mekong Delta, they came to the car place and they take the things on their, you know, on their shoulder, and then they walk on the that bridge. Bung, bung, bung. How old were you at that time? Like 5, 6, 7. But me and Trung, and Hiếu and Đoàn, we have to sit down and we do. We're very scary. Wow. But so that's so fun. That's fun. Because here is everywhere is a river, right? Yeah. So we have a lot of fish there. Then we fishing, and then we take that fish, then we grill, we make the lunch. Okay? And you have a lot normally of lunch. Nice, okay? Very nice fruit from the Mekong. Yeah. Wow. Okay, ready to go? But I don't think that we play along. I think that today we have one family with us, right? We have guest family with us. And then they will play with you, Angelina. Get some new friends. Yeah. Yay. Con chơi với bạn mới nha, chứ mình không chơi mình buồn lắm. Mình sẽ chơi với bạn nha. Okay. Okay. Now we got a nice chừng nào bạn tới. Okay. Okay, can we guess which family will play with us? You know what? There are probably around 20 million families in Vietnam, so I don't know which one that can be. Nhận thấy vấn đề của Son, bố Johan và mẹ Đoan Trang đã quyết định sẽ dành tặng cho cô bé một chuyến đi về miền Tây và được tham gia vào những trò chơi văn hóa dân gian đầy hào hứng và thú vị. Nhưng mà hôm nay, Son sẽ không khám phá văn hóa dân gian một mình đâu nha. Người bạn vô cùng đặc biệt sẽ đồng hành cùng Son ngày hôm nay, đó chính là... Look over there, Angelina. Hey. Xin chào. Oh, look at the little girl. She's so cute. Wow, đó chính là gia đình nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. À, xin chào Moon với lại Tì Trương. À, we know con chào cái. Nhà chú Nguyễn Hải Phong. Hello Moon. Chào cả nhà chú Phong. Xin chào. Chào Tì Trương nha. Chào cả nhà chú Phong nè. Chào em. I want to introduce for you a little bit. Sure, this is Nguyễn Hải Phong, very good producer in Vietnam. Yes. And this is Lee, is Phong's wife. Okay, this is their children. Nice to meet you. Tì Trương and Moon. Chaya, very cute children. This is An Johan, my husband. You speak English a bit? Son's father. Yeah. Right. Okay. Hello, cutie. Son ơi. Dạ, chú. Son ơi, Son có muốn vào đây chơi không? Dạ, muốn. Nhà thì Trâm rất là rành ở đây nha. Và mình phải có một cái luật chơi. Đúng rồi. Mình mới được vào trong nhà chơi. Đúng rồi. Cái này là mình phải mặc vô, cái này là giao cho ba bộ đồ nha. So small size for Papa and big size for Angelina. Mà nếu như mà mình không có mặc đồ này là mình không có được vào chơi luôn. If we don't wear this one, we not allowed to play. Yeah. And you know what? This is called áo bà ba. Áo bà ba? Yes. Áo bà ba hả? Áo bà ba giống như bà ba của mình quá vậy. Sao cái tên giống như bà ba của mình quá vậy? Và lại của em nữa. Dạ, bởi vì là nhà của Phong là từng đi những cái nơi như vậy rồi đó. Nên là chị Trâm có biết chút. Nên là hôm nay các nhà này là ở trên thành phố, là ở đô thị giống như mình vậy đó. Nên là chưa có rành ở sông nước này đâu. Nên là mình hướng dẫn nha. Em Son thì chưa có biết, cho nên cô cũng rất là muốn con giúp cho em Son nha. Rồi. Chỉ cho em chơi, okay? Rồi. Vậy là hành trình khám phá văn hóa dân gian của Son chính thức bắt đầu. Okay. Rồi, mọi người thấy bộ đồ này như thế nào? Chất ha. Có hiểu được nó không? Ngon không? Cái này là cái gì? What's it? Look okay? Cái này, do you understand this one? What's that? Yes, I think I do understand. Căng răng. Yeah. Nói sao? Zebra, hả? Huh? Stripe. Not quite a zebra, but okay. Cái khăn giống em đang đeo gọi là khăn gì? Khăn hả? Cái này. Nhưng mà giờ của con bị mắc rồi, ý không phải mắc nhưng mà nó bị dơ thì phải thay. Ủa đâu rồi? Ủa? Con lầm. Hồi nãy em nói em rành lắm chứ ở đây em chưa biết gì đâu nha. Mà giờ
phải nhờ một bạn hướng dẫn, bạn ấy bày cho mình tất cả trò chơi của ngày hôm nay luôn nha. Các con sẵn sàng chưa? Ok. Các con sẵn sàng chưa? Yeah. Ok. Sẵn sàng chưa nào? Rồi mình ve một cái là mình mời cái chú đó vô nha. Một, hai, ba. Yeah. Chú ơi, các con cùng kêu đi. Chú ơi. Rất vui khi được gặp các anh chị. Đây là cái gì hả chú? Các anh chị có biết đây là gì không ạ? Lá dừa. À, quá hay. Nhưng mà để làm gì? Chúng ta sẽ có một thử thách nho nhỏ đối với hai gia đình của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ vui chơi. Nhưng mà ở đây là một cái trò chơi dân gian rất là gắn bó thân thuộc với người dân miền Tây. Đó là trò chơi kéo lá dừa. Kéo lá dừa. Các anh chị sẽ bắt đầu xuất phát từ đây. Và trên đó Hiếu đã chuẩn bị cho anh chị một cái mức sẵn rồi. Ví dụ như lượt đầu Hiếu sẽ nói mẹ kéo ba, thì ba sẽ phải vào bên trong đây như thế này, ngồi xuống. Và mẹ sẽ cầm cái đọt lá dừa trên kia và kéo ba về trên cái mức đằng đẵng. But sometimes the wife, the mother will do that, will pull right. family. Then you guys sit here and then hold tight. Trời and then the other way around. Trời, you can win. Trời ơi. Good luck, huh? Một, bắt đầu. Không có ngại con bị bẩn hay là bị té. Chơi càng vui thì càng thích, càng té ngã rồi càng có vết thương thì càng cứng cáp. Ủa, con son nó đòi ngồi luôn. Vậy muốn muốn chơi với mẹ luôn. Muốn. Là ba kéo. It's okay. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiếp tục đi ạ. Lá dừa tới mọi người ở lại. Hai mẹ con này đã bị rớt ở đây rồi. Không có đi được luôn á. Vui quá. Yeah. It's absolutely the first time with this kind of activity. Vui, hơi sợ tại vì hơi sợ con cũng không biết sao nữa chắc con tại vì con cũng không sợ. Rồi, bây giờ mẹ và con sẽ cùng kéo ba nào. Thôi mẹ kéo không nổi đâu. Mẹ và con sẽ cùng kéo ba nào. Con kéo phụ mẹ nào. Ba đi con. Mình ba thôi. Oh my goodness. Nhưng mà con đừng có làm như vậy, nó sẽ đứt tay của mình. Cho nên mình nắm một chặt một chỗ thôi. Rồi, cả hai gia đình sẵn sàng chưa? Con ơi, đừng có tuốt vậy, nó sẽ đứt tay mình nha. Yeah. This is better. 2, 4, ngồi chăm chặt nha. Đừng có vuốt rồi đứt tay. Và chúng ta chuẩn bị xuất phát. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Good job. I was not thinking that you were gonna pull me at all. A rock hit me. Ok, rồi. Rồi, cầm chặt nha. Rồi, hai mẹ sẵn sàng chưa? Cố lên mẹ. Cái cây này nè. Con người chắc nha con. Let's go. Rồi. And 1, 2, 3, cố lên. Rồi, con ngồi xuống đi con, tiếp tục con. Tiếp tục nè. Đừng nản chí. Yeah. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô bé mặt trời của chúng ta không thoải mái vậy ta. Chuyện già tới đây. Bỏ vào một cái môi trường mà có một cái sự khác lạ một chút,
Son có thốt ra một câu là con hơi sợ. À, thế thì bạn Son sợ cái điều gì ta? Ta quan sát thấy khi mà những cái lần đầu Son ngồi lên cái tàu lá dừa, Son có một cái thái độ là khá là ngỡ ngàng. Và con cũng chưa biết cách nào để mình ngồi cho nó vững trên một cái tàu lá quá đơn sơ như vậy. Và đặc biệt là khi ngồi trên cái tàu lá thì phải tiếp xúc sát với mặt đất. Và thực ra đó, chúng ta đều thấy xung quanh chúng ta có rất rất là nhiều bạn nhỏ có một cái nỗi sợ mà người lớn mình cứ hay nói là có gì đâu mà sợ. Đó là con sợ dơ. Thực sự là rất rất nhiều gia đình chúng ta hiện nay, đặc biệt là ở thành thị, rồi chúng ta còn ở những cái căn hộ chung cư nữa, thì cái việc mà trẻ có cái điều kiện để tiếp cận sát mặt đất thiên nhiên hoàn toàn, là những cái mặt bằng mà gần như là con mình ít có điều kiện chạm chân trực tiếp lên những cái mặt bằng đó. Tuy nhiên sự mạnh mẽ của cô gái ấy đã trỗi dậy khi mà em nhỏ kế bên nói là con không sợ, thì ngay lập tức Son lại nói chắc con tại vì sợ. Con cũng không sợ. Khi có một người bạn nào đó mà có cái tính cạnh tranh một chút thì trẻ sẽ rất là cố gắng để thể hiện cho bằng chị bằng em. Thì đó cũng là một cái động lực khi chúng ta cho trẻ có một cái đối tượng để có cái sự so sánh đối chiếu, để từ đó trẻ tự điều chỉnh bản thân mình. Thử thách lớn không? Đây là gì? Đây là một câu chuyện mới. Mình xem chuyện này nhá. Đây, mẹ đố xoay đây là ai? Bác Huy ấy. Đúng không? Ai? Đúng à? Sao xoay nhìn tinh nhỉ? Máy gì này? Ơ, cái này xoay biết này. Cái này để làm gì? Sơ tay. Chuẩn luôn. Đây là cái gì? Cái băng lâu. Băng lâu, đúng. Để làm nơ tay. Đúng. Đây là nhá, em bé khi bị ốm thì chúng mình sẽ phải đi bác sĩ này. Bác sĩ sẽ khám bệnh để xem mình có bị làm sao không. Khi mà phát hiện ra vấn đề thì bác sĩ sẽ cho xoài uống thuốc hoặc là tiêm để chữa bệnh. Đúng không? Sao có nhớ hồi xưa xảy đi bác sĩ không? Xong bác sĩ khám xoài không xong xong như nào nhỉ? Thầy khóc. Biết sao xảy lại khóc? Thầy không đi khám. Không thích đi khám á? Nhưng mà khi nào có bệnh nha thì chỉ bác sĩ mới kê thuốc được thôi. Bác sĩ kê thuốc thì mình uống mình mới khỏi được bệnh. Bác sĩ thì sẽ mặc áo màu trắng này nhá. Xong rồi bác có bút để làm gì nhỉ? Bút để viết tờ giấy. Đúng rồi. Xong rồi bác có ống nghe này. Ống nghe đây là ống để bác nghe tai. Xong rồi bác nghe đây. Nhớ không? Đúng rồi. Xong bác có áo khoác này. Xong có mũ này, có găng tay để khám bệnh. Đây là đấy. Bác sĩ đánh vào máy tính để lưu lại thông tin của bệnh nhân đấy. Đúng. Cái này là cái gì chẳng biết không? Cái để cho học. Đúng. Để nữa nhớ nhỉ. Cái này còn không nhớ. Cái này là gương. Gương. Cái này là kính lúp để soi nó phóng to mình nhìn rõ hơn. Kiểm tra các con vi khuẩn đấy. Còn đây là gì? Găng tay. Đúng. Chính xác. Đây là nhíp để gấp. Gấp con vi trùng ở đây này. Sao có biết cái này là gì không? Cái này thì... Để kiểm tra nhiệt gì? Kiểm tra... Nhiệt... Nhiệt gì? Nhiệt Pokemon. Nhiệt Pokemon là nhiệt gì? Nhiệt độ. Còn đây là cân nhá, để cân xem xoài bao nhiêu cân. Bao xoài mấy cân ấy nhỉ? 3 cân. Lại 3 cân. Xoài cao bao nhiêu? 2 cao. Cao bao nhiêu? 4, 4, 2. 4, 2 là gì? Cao 4, 2 là gì? Bố không hiểu. Bố có cái xoài này, mẹ này. Đây là mọi người đến khám bệnh đông này. Đến lượt một bé trai theo bố vào khám. Bé trai này tên là Xoài. Xoài. Bác sĩ bảo là chào Xoài, lâu lắm mới gặp Xoài. Xoài lớn bằng chừng này rồi, Xoài bị làm sao đấy? Xong Xoài bảo là con bị ốm ạ. Xong rồi bố bảo là Xoài bị sốt. Ơ nhưng Xoài làm gì có con gấu này? Đây là khám xong thì bác sĩ cho con gấu đấy. Khám khoa đấy.
bạn áo cửa chân đấy. Bạn cửa chân cởi áo ra để bác sĩ nghe được tim ấy. Xong bác sĩ bảo là xoa hít một hơi thật sâu để nghe phổi. Hít đi nào. Để nghe phổi thế là xong bác hít xoa hít một hơi thật sâu xong xoa bị ho. Xong rồi bác sĩ lấy cái này để lưỡi xong rồi khám họng của xoa đấy. Đấy xong sau khi bác sĩ khám xong bác sĩ bảo là bây giờ bác sĩ kê thuốc nhá. Mỗi ngày xoài uống 3 thìa thuốc sẽ hết bệnh. Và xoài nghỉ được nghỉ học mấy ngày để khi nào khỏe lại thì mới đi học lại. Bác sĩ khám bệnh xong cho xoài, xoài phải cảm ơn bác sĩ như nào, con nói như nào. Cảm ơn bác sĩ ạ. Đúng. Ê mẹ sao lại có bạn này ở cái chuyện. Đây không phải là chuyện, đây là cái sổ khám bệnh mà bác sĩ viết đây. Bác sĩ viết là xoài một ngày uống 3 thìa thuốc này, 3 thìa thuốc kia, đấy. Xong rồi bác sĩ dán ảnh xoài vào để biết là sổ của xoài. Tại sao cô này bụng to ấy nhỉ? Em bé. Cô có em bé á? Em bé ở trong bụng. Đúng đấy. Giống xoài hồi ở trong bụng mẹ đúng không? Ôi bạn này khóc. Ôi bạn này bị ngã xe đạp. Thế là bạn bị chảy máu. Thế là bạn đi khám bác sĩ. Bạn khám khóc giống ai? Khóc giống ai? Không thiết kế. Đây này, xoài nhìn đây này. Đi xe đạp là phải cẩn thận nhá. Xe chở scooter của con phải đi chậm không là bị ngã nhá. Mà bị ngã, mà bị gãy xương phải bó bột như này. Bột này không cử động được, phải để tay như này. Không để tay như này được cả. Đấy gì vậy? Đấy, đây là em đây bé là trong bụng này. Cô đi khám không soi em bé ở trong bụng đấy. Hồi xưa mẹ đi soi thấy xoài ở trong bụng, xong xoài nằm trong bụng mẹ xoài như này. Nhưng xoài làm gì có cái này. Cái này á? Đây là cái gì? Đây là dây rốn. Dây rốn này này. Nhưng mà bây giờ xoài hết rồi, bây giờ xoài không có nữa rồi. Hết rồi? Hết rồi. Ơ, hết rồi thì sao? Con sắp mang đến rồi. Thế á? Hai bên chuông chưa nhỉ? Để bố ra cửa kiểm tra nhá. Sao thử check bộ đàm xem nào. Cô ơi, đã mang đến đồ chơi ra sai chưa? Hai bờ con nhắm mắt bố làm ảo thuật. Thế đi ra, ra đây ngồi. Đây, bố làm ảo thuật. Vậy đứng trước những nỗi sợ của trẻ, dù là đơn giản hay phức tạp, dù là dễ vượt qua hay khó khăn, thì phụ huynh cần làm gì? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nỗ lực tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với thứ mà trẻ đang sợ bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ chuyện qua sách báo, tranh ảnh, qua đồ vật mô tả và dần dần đưa trẻ đến vật thật, người thật, môi trường thật để trẻ cải thiện nhận thức về sự vật hiện tượng để giảm bớt cái nỗi sợ. Xoài nhắm mắt vào, xoài đứng như này. Xoài đứng như này, xoài giơ tay ra đợi để bố đặt vào tay xoài nhá. Con đếm đến 3. 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Xoài đứng nhanh đấy. To đấy. Đây là đồ chơi gì? Biết đây là gì? Đồ chơi bác sĩ ơi. Thế thì ai làm bác sĩ đây? Bác ra không? Nhưng mà hôm nay ai làm bác sĩ? Mẹ nhá. À, con đã cảm ơn con đã cảm ơn ai chưa? Con cảm ơn cô ạ. À. Ok. Mày to thế. Wow. Ui, có cả viên thuốc đấy. Có cả cái bàn, hai cái chân này. Xong cái ghế. À còn có cả cái ghế riêng. Đây. Có khi nào mà xài không dùng mà xài chưa dùng đến thì xài để cổ giống bác sĩ. Nào bác sĩ xài đâu, ngồi đây khám cho chúng tôi. Thuốc quay tiêm đấy. Ui, tôi sợ tiêm lắm. Ui. Có gì không? Có cái gì to đùng. Cái gì to đùng? Có cái cục xương kêu mồm. Cục xương ấy. Xoài, xoài, mẹ nhớ lần trước xoài đi khám bác sĩ xong xoài bảo là cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Có đúng không? Bố ơi. Hãy phật cái này ra, xoài bôi ra bố. Cái này là gì?
Cái này á, cái này để ở đây để mình treo đồ nghề nhá. Treo đồ nghề của bác sĩ. Cái này là để khi nào con khám xong cho mọi người xong con bảo là đây là thuốc, mọi người cầm về uống nhá. Đi lấy thuốc cho mọi người đây. Ừ. Rồi, bây giờ con để đây để tí nữa mình chơi trò khám bác sĩ xong rồi con kê đơn thuốc nhá. Đây là kính, bác sĩ đeo kính. Bác sĩ Xoài đeo kính cho xem. Bác sĩ Xoài. Nào. Bác sĩ. Sao không mặc áo này? Bác sĩ mặc bộ này mà. Nhưng mà không thích. Cái gì không thích? Bé cũng có quan tâm đến cái công việc của một bác sĩ, một nhân viên y tế. Bé cũng có quan sát, bé cũng có ghi nhớ. Thực ra con cũng không sợ hãi đối với công việc của bác sĩ lắm đâu. Cho nên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu, xác định rõ hơn thêm là bản chất là con sợ cái gì. Có lẽ chúng ta nên tăng cường những cái câu chuyện với con về cái nỗi sợ đó, để cho con có cái điểm nhấn trọng tâm vào thực tế là con sợ cái gì. Cái này thì làm gì? À, kiểm tra sốt. Kiểm tra nhiệt độ có sốt không? Bố sốt. Thế thì bố phải làm gì? Bố phải mang thuốc về uống. Đâu? Kê đơn cho tôi. Cái gì vậy? À, đây là bảng tên. Bảng tên này gài vào áo bác sĩ cơ. Nhưng sao không mua ở bác sĩ đâu? À đúng rồi, chú Dương làm bác sĩ. Ai mặc bộ đấy thì được làm bác sĩ nhá. Thế thì cho chú Dương mặc nhá. Thế sao không mặc bộ đấy mẹ? Đứng thành ngồi rồi. Ở đây người ta viết là chỉ được bác sĩ mới được ngồi ở đây. Người bình thường không ngồi ở đây được. Ủa, thế thì mình phải đi ra rồi. Nếu không là không chơi được. Ngay, đứng thành ngồi. Thế thì con đứng lên để bố ướm nào. Ướm gì? Ướm xem có vừa không. Không, ở đây to. Không to. Thế thôi, tí nữa chú Dương mặc cũng được mà. Mặc dù là những cái đồ chơi thì ok, nhưng mà để mà mặc cái áo đấy lên người thì Xoài sẽ hình dung ngay đến hình ảnh của bác sĩ. Nhiều khi đi khám bác sĩ mà quen thì bọn mình còn kiểu dặn trước là bác sĩ hay mặc đồ bình thường đi, không mặc áo đấy để cho Xoài đỡ sợ, và những lần đấy thì có vẻ là đỡ hơn một chút. Mẹ ơi, mẹ có cần khám không? Bác sĩ thử xem tôi có bị sốt không. Bao nhiêu độ hả bác sĩ? Bao nhiêu độ? Tôi vừa đi tôi khám cho. Nhưng mà bao nhiêu độ? 4 độ. 4 độ. 4 độ là lạnh lắm. Nhưng khi nào mình lạnh mình phải rung người. Mình phải gì? Khi nào mình lạnh mình phải rung người cơ. Rung mình á? Mình như này á? Run như này á? Thế ơi, bây giờ chơi trò bác sĩ nhá. Chúng tôi đến khám nhá. Ok. Cốc, cốc, cốc. Tùm à? Đâu? Mở chưa? Rồi đây. À, thế thì cho chúng tôi vào nhá. Đây có phải là phòng khám bác sĩ Xoài không? Đúng. Thế thì tôi bị đau tai. Bây giờ làm gì hả bác sĩ? Đây là cái này. Bây giờ bác sẽ nghe xem phổi à? Bây giờ tôi đau tai thì làm gì trước nào? Đau bên này. Đâu? Đây, tôi đứng đây cho gần nào. Nhịp tim thế nào? Bố có bị ho không? Không ho. Không phải bố, đây là bệnh nhân à? Bác sĩ. Bác sĩ ơi, mấy hôm nay tôi cứ đau tai nhiều ấy. Ôi, tiêm vào tai luôn á. Sao lại thế? Không phải, bây giờ bác sĩ phải soi tai chứ. Bây giờ phải soi xem có nhìn thấy cái gì trong tai không. Đây, cái này. À, đau sốt à? Bác sĩ này nữa nhỉ? Bây giờ mang thuốc về uống. Rồi, thuốc này bao nhiêu tiền để tôi trả tiền? 4 triệu. Thuốc 4 triệu? 5 viên thuốc này 4 triệu á? Ừ. Đây, tiền đây. Thôi bây giờ khám cho bệnh nhân mẹ này đi. Rồi, tôi về uống thuốc đấy nhá. Chào bác sĩ nhá. Hôm nay tôi bị sổ mũi. Thế không có cái nhỏ mũi đâu. Nhưng mà tôi bị sổ mũi, tôi không bị đau mắt. Đó, mũi là gì? Nhỏ mũi nhìn cũng giống lọ nhỏ mắt, nhưng mà nhỏ vào mũi.
Rồi, bác sĩ phải hỏi tên bệnh nhân là gì này, bao nhiêu tuổi này. Mẹ bệnh 4 tuổi. 4 tuổi á? Tôi tên là gì bác biết chưa? Trang. Trang, đúng. Trang Lu. Thuốc này à? Thuốc này bao nhiêu tiền? 4 triệu. Lại 4 triệu. Thế bây giờ tôi cầm thuốc đi về để xem có khỏi không nhá. Cảm ơn bác sĩ nhá. Ok. À Xoài ơi, bây giờ nhá, bố làm bác sĩ nhá. Bây giờ đến lượt bố. Xoài với mẹ giả vờ đến nhá. Ok. Bố ngồi ghế này. Ok. Bây giờ bố là bác sĩ, bố ngồi đây nhá. Cẩn thận sập ghế của con nhá. Đấy, nhà đây. Cốc cốc đi. Cốc. Mời vào. Chào bác sĩ. Bạn này bị làm sao mà phải khám đây? Bị sốt. Bị sốt á? Sốt có ho không? Không ho, chỉ sốt thôi. Chỉ sốt thôi à? Ừ, lạ nhỉ. Được rồi, để kiểm tra bao nhiêu độ nào. Ôi, hơi sốt, sốt rồi. Sốt hơi cao đấy. Bây giờ phải há mồm để xem có đau họng không mà lại sốt. Nào đứng ra đây. Đứng ra đây để tôi còn nhìn rõ hơn. Xem nào. À. Nào thế bạn này tên là gì để tôi viết nào. Xoài. Tên đầy đủ là gì? Xoài. Xoài á? Họ tên? Gia Huy. Nguyễn Gia Huy. Thế có bị sổ mũi không? Đôi sổ mũi. Đôi sổ mũi. Hít hơi thật dài nào. Hít sâu nào. Tim phổi bình thường nhá. Tim phổi. Đi đâu? Cho Xoài viên thuốc. Viên thuốc á? Xoài hôm nay Xoài đi khám bác sĩ, Xoài không khóc à? Bình thường con hay khóc cơ mà. Nhưng đây là bác sĩ ạ. Đây là bác sĩ giả vờ á? Bố cho Xoài viên thuốc. Viên thuốc đây. Tiền đâu? Đi về uống này. Mẹ về đi. Xong chưa? Thế con chào gì? Chào bác sĩ ạ. Con cảm ơn gì? Con cảm ơn bác sĩ ạ. Ok. Đi về đi. Ok, về nhà rồi. Bây giờ uống thuốc. Xoài hết rồi. Khỏi ốm chưa? Xoài ơi, bố hỏi này. Bình thường mình mà bị sốt, mình mà bị đau họng, mình mà sổ mũi thì mình phải đi đâu? Đi bệnh viện. Nhá. Bình thường nếu Xoài bị ốm thì Xoài có chịu đi bệnh viện không? Không. Đi viện? Tại sao lại không? Xoài uống thuốc. Nhưng mà phải đi bác sĩ khám thì bác sĩ mới cho mình thuốc để mình uống được chứ, có đúng không? Không. Con đi cỏ khóc không? Có. Không, sao lại khóc, lớn rồi. Lúc nãy mình đọc sách ý, trong sách người ta viết là khi nào em bé bị ốm thì em bé phải đi khám. Nhưng Xoài khỏe. Thế khi nào Xoài ốm thì Xoài có đồng ý đi khám không? Không. Mẹ tưởng là Xoài hết sợ bác sĩ rồi. Chưa. Thế bao giờ mới hết sợ? Không hết sợ. Mỗi lần mà bị ốm phải cho Xoài đến bác sĩ thì rất là khó khăn đối với hai vợ chồng mình. Thuyết phục Xoài đi đến bác sĩ thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà khi đến nơi thì chắc chắn là vẫn khóc. Xoài ơi, hình như chú Dương học xong rồi. Con gọi chú Dương xuống chơi bác sĩ đi. Chú ơi, sao con... Xoài à? Thầy, y có cái này. Wow, đồ bác sĩ à? Uầy. Ở trong này có viên thuốc. Wow. Hai chú cháu chơi nhá. Vâng ạ. Thế không biết cái này làm gì? Đấy á, này, à cái này là kính hiển vi. Đấy, mụn vi làm gì? Cho các con vi khuẩn nhá, vào đây nhá. Thế là mình nhìn được ở trên này có các con vi khuẩn nhỏ tí á. Thế cho con vi khuẩn được đây. Thì nhìn đấy. Thế nhìn được con vi khuẩn. Xoài khỏe đấy. Bê Xoài khám cho chú đi. Bê Xoài khám cho chú đi. Xoài biến đến bác sĩ nhá. Bác sĩ ngồi ghế. Ok. Đi chú bị ấm sao? Chú bị đau mắt. Đau mắt á? Có thuốc ngọt mắt. Đây. Đâu?
Thuốc nhuộm mắt tăng cắt tận đây. Ok. Nhuộm như này. Như làm như này đi. Sẽ đo tim chú à? Sẽ xem nhịp tim à? Chú bị làm sao? Tiếng gì đấy? Tiếng tim chú đấy. Bây giờ chú lại bị đau tai. Đau tai á? Cái xôi tai đâu? Đây à? Không. Hay là đây? Đây không. Cái đấy á. Không đúng. Cái này nó có đèn đấy. Hay đấy. Bây giờ cho chú một viên thuốc nha. Ok. Chú lấy mi loại viên thuốc. Ơ chú rất hại hả? Đây. Chú xây khám cho chú nè. Chú biết làm sao đó, xây khám cho. Chú biết làm sao đấy. Chú biết làm sao đấy. Thôi ra bụng. Xây khám cho. Chú ơi. Chú đau bụng. Dương là chú của Xoài thì chú Xoài đây là em ruột của mình nên là cũng rất là thân và rất thích chơi với chú. Vào một cái tình huống là giả vờ bị đau bụng để xem là Xoài có thể vượt qua cái nỗi sợ của bản thân để mà giúp cho chú đỡ bị đau bụng không? Người mà mình rất là yêu quý. Xoài lấy cho chú cốc nước, chú đau bụng. Bà phê, cho xin một cốc nước. Để nhiều nhiều tí nữa. Xoài đi chậm không có đổ nhá. Mang cho chú Dương. Chú ơi, nước của chú đây. Đau. Đau quá. Xoài xem trong tủ lạnh có gì ăn không? Nani? Đấy bà Phi ơi. Chú Dương bảo là phải xem có cái đồ ăn gì ở trong này gì không. Có cái gì không? Lấy cho chú Dương sữa nhá. Được không? Không, Dương ăn mà. Ăn à? Ăn gì? Ăn cái này gì không? Cái đấy không ăn được. Cái nào? Để bà Phê bà đóng màu mở. Nha, lấy sữa cho xoài uống này. Lấy cái gì ăn? À, lấy mít cho chú ăn nhá. Chú ăn, bỏ chú ăn mít không nhá. Chú ăn biết là ăn quả táo. Ăn táo còn phải để bổ nhá. Phê bổ đã nhá. Được không? Đi cho chú được luôn. Đâu? Táo này lạnh, ăn càng đau bụng đấy. Bà Phi ơi, chú Dương gọi là quả táo lạnh. Ừ, thế táo đấy lạnh không ăn được thì không chả có cái gì. Nè. Ăn mít. Ăn mít cho lắm, đúng không? Để bà Phê lấy mít, để bà Phê lấy mít nhá. Này. Xong là Xoài ra xoa bụng cho chú Dương nhá. Đây, bê ra cho chú Dương ăn mít và chú ăn mít nhá. Rồi là xoa bụng cho chú Dương, chú đau bụng nhá. Xoài vẫn đau. Áo chú có cái gì mà lửa đấy? Hết thuốc chưa? Chưa. Xoài biết làm sao, chú đau bụng quá. Màu đỏ, sốt rồi. Nhớ, nhưng mà chú đau bụng thật. Xoài bóc cho chú. Bóc đi. Em không biết bóc. À. Xoài ơi, chú đau bụng quá. Chú ơi, uống viên thuốc này. Đây là viên thuốc đồ chơi. Thầy lên bạn bà ngoại là chú Dương bị đau bụng nhá. Chú Dương bị đau bụng. Bà ơi, bà chú Dương bị đau bụng. Mẹ ơi, Dương bị đau bụng.
Thế chú Dương bị đau bụng thì xoài đã xem làm gì cho chú chưa? Xoài cho chú Dương ăn nhưng chú Dương vẫn bảo là đau bụng. Thế rồi sao rồi xoài? Xoài cho chú uống thuốc. Không, thật cơ xoài ạ, cái này chỉ là đồ chơi khi nào mình chơi thôi. Xoài chị lên bảo bà ngoại mà. Bà ngoại có viên thuốc. Thuốc mình phải khám thì mình mới biết là mình uống thuốc gì được cơ. Không uống thuốc linh tinh được đâu xoài ạ. Uống thuốc linh tinh là hại người luôn. Là gì? Là mình không chữa được bệnh mà mình lại bị đau thêm cái khác nữa. Chú không đi bác sĩ đâu. Em không đi đâu. Xoài phải bảo bác. Xoài phải bảo chú Dương là chú Dương ngoan. Phải đi bác sĩ đi. Không là không khỏi được đâu. Ờ, nhà không có viên thuốc nào đâu. Phải đi bác sĩ thì vừa mua thuốc về uống được cơ. Chú không sợ bác sĩ lắm. Chú đi khám đi. Chú sợ uống thuốc. Không uống thuốc là bị y ốm vậy. Ừ, không hết được đâu. À, hay là nếu mà mình không đến bệnh viện thì gọi bác sĩ về nhà được không? Ừ, phải khám bác sĩ mới cho thuốc. Chú sợ bác sĩ lắm. Bây giờ bác sĩ đến thì phải khám xoay trước cơ. Chú sợ lắm. Không. Chú mà không đi khám là không hết đau cũng được. Nhưng mà chú cũng sợ bác sĩ, sợ giống xoài. Xoài cũng cứ sợ bác sĩ mà. Trời, bây giờ xoài lớn rồi, xoài đỡ sức rồi. Đúng không? Đúng. Không đúng. Bác sĩ khám nhanh lắm. Vèo một cái là xong rồi bác sĩ cho chú Dương thuốc. Không, chú Dương uống là hết, bị đau bụng luôn. Đúng không? Đúng. Bác sĩ khám cho xoài trước cơ. Khám. Thế thì bây giờ để bố gọi bác sĩ đến nhá. Nhưng xoài muốn bỏ em đây ra xong mang lên cơ. Để bác sĩ không nhìn được xoài. Xoài kia thì muốn mang lên để bác sĩ không thấy xoài. Nhưng mà chú một mình chú sợ đấy. Bây giờ mình phải đứng đây cùng chú Dương. Xoài ơi. Xoài ơi. Xoài ơi, chú Dương khóc này. Đâu? Chú đang khóc. Khóc rồi, khóc xoài ơi. Đâu? Chú khóc rồi. Xoài ơi, dưới này với chú. Thế không thích bác sĩ y khám. Thế thì bác sĩ khám thì xoài ngồi cạnh chú Dương để xem nhá. Để bố gọi nhá. Ok, xoài ngoan rồi. Alo bác sĩ ơi, chú Tùng Dương bị đau bụng. Bác sĩ đến đây nhá. Gọi thật mà. Chú ơi, chú không sợ đâu, bác sĩ chỉ cho thuốc thôi mà. Chú ơi, chú bạn này có khóc đâu này. Bạn này có khóc đâu. Đấy. Bạn này có khóc đâu, bạn này cười mà. Đây, bác sĩ đến rồi. Đâu? Rồi, và một lần cuối cùng nữa. Yeah. Bây giờ các con sẽ là người hỗ trợ cho mẹ. Bây giờ xin mời hai con vào bên trong để kéo mẹ nào. Xin mời mẹ vào ạ. À. Con. Rồi, giờ Son kéo con mẹ. Gái. Con cầm đi con. Are you so sure? Oh no, this okay. You good? Okay, we hold tight, okay? Rồi. We go together. Rồi, hai ông bố sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn thôi nha. À, hướng dẫn thôi. Hướng dẫn thôi nha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bên kia có người phụ, bên đây phụ luôn. Phụ luôn, cổ lên, cổ lên. Bên đây chúng ta đã hoàn thành thử thách. Good job. Rồi. Thắng rồi. Yeah. Rồi, bên đây là đội chiến thắng và chúng ta kết thúc trò chơi này nha. Cảm ơn chú. Tại vì mới đầu là anh Johan không có biết, anh Johan tưởng anh Johan cũng phụ. À không sao. Kéo tỉnh bơ. Tí nữa mình trừ điểm, trừ bớt mấy phần đồ ăn thôi. Trừ ra dĩa cá. Ít điểm rồi. Ồ. Oh. Môn kéo giỏi lắm. Môn kéo giỏi lắm.
Với Son thì cái thời của Son nó lại là khác, là lớn lên ở trong ở tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi về quê nội lại là đi về châu Âu, đi về Thụy Điển thì lại có những cái hay của ở Thụy Điển mà Son được học, cho nên mỗi thời thì nó khác nhau, cho nên Trang không có lo ngại là Son thiệt thòi. Tuy nhiên là nếu như Son được bồi đắp thêm thì cái đó nó sẽ là những cái cộng hưởng rất là tuyệt vời cho cuộc sống của Son. Hey Son, Son, you want to catch a fish? Do you want to fish? Yep, let's go, man. Go to the monkey bridge. Yeah. Okay, you like it? Yeah. It's like okay. They're climbing on the playground. Same, but yeah, it's much fun. More it's fun. It's fun. You just need to hold tight. Because this is more then real. Then you walk like this. Yeah. Okay. And then what we do is we take off your shoes. Yeah. So that it's easier to stick to Why the bamboo. Why not take off your shoes? Because I have to play. Yeah. You know, we have this one easy to slide, to slip. To make it slippery. Ula. Okay? Yeah. Okay, so now next one. Or yeah? Monkey bridge. Yeah. Dạ ển dễ thương nè. Với lại là con thích mà em nói tiếng Anh á. Ý là em nói tiếng Anh nhiều á, con thích á. Chơi tiếp luôn đi. Monkey bridge luôn đi. Let's do monkey bridge now. Yeah. So it's done. Chơi tiếp. Tháng này đi nha. Monkey bridge luôn. Yeah, let's do monkey bridge now. Yeah. So it's done. Come on, let's go. Nhưng mà con thích kiểu của em ấy. Và hai gia đình sẵn sàng chưa ạ? À, và đầu tiên thì Hiếu sẽ mời mẹ và bé, chúng ta sẽ di chuyển ra cầu thủy để chúng ta nhận cờ. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, đây chính là lần đầu tiên Son được trải nghiệm chơi cướp cờ trên cầu khỉ đó nha. Cô chúng ta ơi, vỗ tay thật to lên nào. Rồi, nên nhớ là phải cẩn thận nha. Cố lên, trở lên, yeah. Bước chân ngang nha. Ơi, nhìn về phía trước, nhìn về. Chúng ta nhanh nhưng mà chúng ta phải cẩn thận nha cả nhà. Wow, và bên đây ra trước rồi, giơ lên một cái nào. Hoàng Hồ bên đây là đội chiến thắng. Và người thi đấu tiếp theo đó là xin mời hai mẹ của chúng ta sẽ di chuyển ra đây để nhận cờ. Dạ, bên đây đã sẵn sàng. Nhanh lên nào, nhanh lên. Rồi, bên đầu sẽ chiến thắng đây và bên đây rất nhanh. Hoàng Hồ, giơ lên nào, giơ lên. Rồi. Rồi, và chúng ta sẽ đến lượt thứ ba. Lượt này thì chúng ta sẽ có một luật chơi khác biệt. Xin mời hai ông bố sẽ dẫn theo em bé di chuyển ra đây để nhận cờ. Okay, come on, Dina, let's go. Okay. Rồi. Rồi đi đi, let's go. Rồi, rồi ba dẫn con hoặc là con dẫn ba gì cũng được. Very good. Dẫn cái gì? Cố lên con. Ơi, cố lên nào, cẩn thận nha. Xin mời hai mẹ ạ, hai mẹ vỗ tay thật to lên nè. Ba Phong nghĩ là như bé Son á, hoặc là bố Johan á, thì chưa tiếp xúc nhiều cái không gian kiểu sông nước như thế này, dân dã như thế này. Cho nên nhiều khi có những cái ngại bỡ ngỡ. Và đặc biệt là con nít như Son á, rất là thích được cổ vũ, rất là thích chơi trò chơi mà có một tí chiến thắng thì vui. Cho nên Ba Phong sẽ cho muốn tạo tí động lực. Trước cái chân một chút thôi, cố lên. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Bỏ sắp tới rồi. Một chút nữa thôi, cố lên. Nhanh lên nào. Ai đây? Đau cái chân quá. Đau. Đau chân. Đau. Đi vậy con lấy cái lá cờ sao mày con thắng được luôn. Rồi, cả hai gia đình đã sẵn sàng ở lượt thứ 3 chưa? Lượt cuối cùng chưa ạ? Yes. Rồi, và lượt cuối cùng Hiếu sẽ mời đại gia đình của chúng ta cùng di chuyển ra một lúc để chúng ta nhận cờ. Gia đình nào ra trước, gia đình đó sẽ chiến thắng.
3, 2, 1, bắt đầu. Cuối cùng, chuẩn bị. Cả hai gia đình. Một gia đình này mẹ đi trước, gia đình bên đây là con trai đi trước. Phải ra đọc một lọt với nhau nha. Chưa được đâu. Ở bên đây là đội chiến thắng rồi. Rồi, cảm ơn hai gia đình này đến muộn một tí ha. Cả hai cùng win luôn con ơi. Không biết trò chơi tiếp theo sẽ là gì? Có vẻ khiến cho cô bé Son của chúng ta hoảng hốt quá chừng. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái trò chơi tiếp theo, đó là trò chơi thử thách cùng những chú vịt. Và chúng ta phải có một cái thử thách lớn hơn nữa là chúng ta phải bịt mắt lại để dí những con vịt này. Và gia đình nào bắt được con vịt đầu tiên là gia đình chiến thắng. À, các anh chị có đồng ý tham gia không nào? Đồng ý chứ. Yeah. Chú sẽ là người bịt mắt. Mắt cho con, cứ bình tĩnh nha con. Không gì phải khó cả. Dạ chú. Dạ chú. Rồi. Con không được mở mắt ra nha, mình sẽ tôn trọng luật chơi. Ngay cả như con vịt trên đường đi là có thấy con gà, con bò, rồi ngay cả con cá thì đâu bao giờ mà Son được đụng tới như ngày hôm nay đâu. Thành ra là cái đó là một trong những cái điểm mà tụi Trang nghĩ là nó rất là hấp dẫn cho các con cũng như cho các ba mẹ. Và nó chạm được một cái điều rất là tốt, đó là cái bài học cuộc sống, những cái kỹ năng xung quanh, những cái kỹ năng rất là thực tế mà các con có thể chạm được, có thể học được một cách rất là nhẹ nhàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển thẳng tới, không được gỡ ra nè. Không được gỡ ra, đúng rồi. Cố lên. Xin mời. Cố lên. Bố và mẹ sẽ vỗ tay để cổ vũ cho phải, hai bé. Qua phải, qua phải. Qua phải, qua phải, qua phải con. Qua phải, qua phải. Xoay lại, xoay lại. Đó, đúng rồi. Bên trái gì Trâm ơi. Tới, đi tới đã con, đi tới. Ngày nay thì các con thường là làm quen với máy tính và điện thoại. Bố mẹ bận thì có thể ném cho con cái điện thoại. Cái việc đó nó tước đi cái tuổi thơ của con nhiều á. Nên là mình nghĩ là những cái hoạt động như thế này sẽ giúp cho con được bù đắp lại và cho con cứng cáp hơn. Ba Phong với mẹ My là không có ngại con bị bẩn hay là bị té. Chơi càng vui thì càng thích, càng té ngã rồi càng có vết thương thì càng cứng cáp. Đó là cái chủ trương của gia đình mình. Ok, go straight. Right, go right. Right, left, left, left. Angelina, đi thẳng, đi thẳng. Right. Angelina, bên phải. No, no, no. No. Trời ơi, put it up again. Oh. Rồi. Bên... Son, không chịu. Bịch lại đi con. Không chịu, bịch rồi. Bịch lại đi con. Đâm lại. Đây, để chú bịch cho con nhẹ. Đi nhiều lên, đi nhiều lên. Rồi, quay lại. Rồi, con được quyền bỏ khăn ra luôn. Rồi, mời con. Tiến lên, bắt đi, bắt đi. Yeah, let them come back here. Phối hợp hai đầu, một bạn đầu này, một bạn đầu kia. Rồi, và mở mắt, bắt cũng không được dịch. Ẩm dịch lên nào, hai con ơi. Ẩm dịch lên nào. Son chạy. Ẩm dịch nào. Gia đình bên đây là gia đình. Rồi, giơ dịch lên con, giơ dịch lên con. Son, con ơi. Bắt lại. Rồi. Giúp em, con giúp em Son, bắt được đi. Hướng dẫn cho em đi. Rồi, chặn một đầu. Thì con chặn một đầu, bảo vệ. Đúng rồi, bắt vô Son. Con sợ Son ôm đại đi, con dịch nó hiền lắm. Đúng rồi. Chặn một đầu, chặn một đầu. Rồi, bắt dịch đi con. Đúng rồi. Trời, thấy dịch mà khóc luôn hả? Rồi, bắt dịch nào. Rồi, bây giờ dịch chạy qua đây rồi, dịch chạy qua đây rồi. Bắt xà láng luôn. Angelina, don't scream, okay? Be small letters, okay? Dịch chân bắt cho em một con con đi. Làm quà cho em. Rồi. Son, bắt đi Son. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, bắt thành công đã. Be careful, be careful. Muốn bắt cái chị đúng rồi. Tiếp tục bắt đi con. Tiếp tục bắt đi con. Cái cây kìa, chọn cái cây kìa. Nó bắt đi.
kia. Con bắt đi con, thử đi nó hiền lắm. Trời ơi. Nhẹ nhàng tới nó rồi con phải chụp. Con ép nó vô góc đi xin chấm. Đó, chỗ góc cây kìa. Rồi, dĩ qua đây con. Rồi, bắt đi xin chấm ơi. Bên này, bên này. Chụp mạnh luôn. Bắt tiếp tục con. Nó nhảy. Ok, xoay lại. Con ôm nào, ôm con. Mạnh mẽ lên. Rồi, muốn chặn một đầu, anh chặn một đầu. Muốn một đầu, anh một đầu. Rồi. Muốn chặn lại cho anh bắt đi nào, bắt bên đây. Anh một đầu, con một đầu. Rồi, xuống cùng. Bắt đi. Yeah. Tiếp tục như vậy, Rồi. Vào con. Yeah. Chuyên gia tới đây. Son chỉ đuổi theo con vịt thôi, nhưng Son không dám chạm vào, không dám ôm con vịt. Vừa rất muốn thực hiện được nhiệm vụ, mà khi tiếp cận sát con vịt thì lại chừng lại một cái gì đó nó ghê gớm, nó là rào cản. Một cái sự đấu tranh tư tưởng vào một cái thời điểm nhất định nào đó. Và cái giai đoạn đầu của Son là Son không vượt qua được cái điều là sợ. Tôi nghĩ rằng không phải Son sợ con vịt, mà sợ là không dám đụng vô, chạm vô những thứ mà nó lạ, mình chưa quen bao giờ. Nó có cái gì đó nguy hiểm, nó có gì đó không có được vệ sinh, nó có gì đó mình không có kiểm soát được nó chăng. Cho nên là cô bé có một cái sự đấu tranh giữa cái chuyện là đuổi theo được con vịt nhưng mà giữ lấy nó thì không dám. Thử thách lớn không? Đây, bác sĩ đến rồi. Đâu? Con chào bác ạ đi. Con chào bác ạ. Ngủ ngoan quá nhỉ. Bây giờ con ngồi đây để xem chú Dương khám nhé ngay. À, nhà mình bạn nào bị ốm nhỉ? À, chú của con nè. Thế chú con bị làm sao? Đấy, chú bị con bị đau bụng. À, chú bị đau bụng. Thế chú đau bụng lâu chưa? Chú đau lâu chưa? À. Hãy ra khám nhá. Đấy, xoay xem đi, xoay xem nào. Sao bảo chú Dương là không sợ đâu, vẫn phải nhanh thôi. Con bảo chú đi, chú sợ. Chú không sợ đâu nhé. Chú sợ đau lắm. Thế xảy ra không? Xảy ra đứng cạnh chú cho chú đỡ sợ đi. Đứng cạnh chú. Sao bảo là chú đừng sợ. Chú không sợ. Đây. Chú Dương bị đau ở đâu nhỉ? Chú đau ở bụng ạ. À, đau ở đấy à. Thế vừa xong mình ăn uống gì lạ không? Không ạ. Xoài, xem trong tủ lạnh có gì ăn không. Táo này lạnh, ăn càng đau bụng đấy. Ăn mít và chú ăn mít nha. Chú ăn hết tàu nhá. Con đau bụng, con có buồn nôn không? Không, không buồn nôn. Cô khám bụng cho con nhá. Con kéo áo lên một chút nào. Bây giờ chỉ cho cô chỗ nào mà đau nhất nhá. Rồi, để xuôi hai tay xuống nào. Rồi, bây giờ cô sẽ khám cho con nhé. Khi mà cô ấn đến đâu đau thì con bảo nhé. Ở đây đau à? Chú có đau không? Chú có. Nhưng mà khám không đau, chú bị đau bụng thôi. Chứ không phải là khám. Lát nữa bác sẽ kê đơn cho bạn Dương nhé. Bạn Dương có thể là ăn xong không chịu nghỉ ngơi mà chạy nhảy nhiều nên gây ra đau bụng đấy. Cái này thì uống thuốc một chút là sẽ khỏi thôi. Cái này bạn không phải đi bệnh viện đâu nhé. Đấy, chỉ uống thuốc là khỏi thôi. Thế lần sau ăn xong thì mình không chạy nhảy nữa chưa? Vâng ạ, chưa. Vâng ạ. Bạn Xoài này, bác hỏi một chút này. Thế bạn Xoài có biết là chú Dương bị đau bụng như thế thì mình phải làm sao không? Phải khám. Đúng rồi, khám thì sẽ phải gọi cho bác sĩ đến nhé.
Thế lần sau nếu mà chú Dương có đau ở chỗ khác nhá, thì Xoài cũng sẽ gọi bác sĩ đến nhá. Vâng ạ. À Xoài ơi, bác bảo này, ở đây bác có một số đồ dùng. Những đồ này để bác khám bệnh cho bệnh nhân. Thế Xoài có biết những đồ này không? Ừ, ngay đi khám. Thế bây giờ bác thử hỏi nhá, xem Xoài biết đến đâu nhá. Con có biết cái chữ này không? Cứu thương. À đúng rồi, thương. Biểu tượng của cứu thương. Cái này thì túi này thì chỉ có bác sĩ mới có thôi nhá. Cái này con là gì, là gì không? Con biết kia là gì. Để đo này. Đo con nhiệt độ. Cái này là nhiệt kế rồi đo nhiệt độ nhá. Cái này thì chắc là khó hơn. Xoài nhìn thấy cái này bao giờ chứ? Cái này giống của bà ngoại. Cái bà ngoại cho vào tay này này. Xong rồi nghe. Xoài biết không? Máy đo gì? Máy đo... Đo cái gì? Đo huyết gì? Đo huyết áp. Đúng rồi, giỏi quá. Ngồi ở đây nhá. Ngồi đây thì bác sĩ mới nhìn được. Rồi. Xong cái này, cái này Xoài có biết sao? Đấy. Cái đấy để khám gì? Để nhỉ? Gì? Để làm gì? Xoài gì? Xoài biết mà. Xoài tai. Xoài tai. Thế Xoài đã bị dùng cái dụng cụ này để khám bao giờ chưa? Bây giờ khám hồi bé thôi. À vậy à. Nhá, cái này thì nó không đau đâu. Nhưng mà vì mình sợ thôi. Thế từ bây giờ mình biết nó rồi nhá, mình sẽ không sợ nữa nhá. Thế đố Xoài biết đây là cái gì? Cái que để cho vào họng. Đúng rồi đấy, đây là que để khám họng. Rồi cái này cũng bác nghĩ là Xoài cũng có. Nào, phải có à. Thế Xoài có thể lấy cho bác xem. Đâu, đồ Xoài đâu? Lấy cho bác xem. Đây, con mang ra đây, con mang. Con mang ra đây, con đi vào đây. Thì vào đây. À, Xoài đeo lên tai bác xem nào. Xem Xoài có biết dùng không nào. À, rồi, thế Xoài khám cho chú Dương bác xem luôn nhé. Đấy, Xoài nghe được tim của chú Dương à? Cái này gọi là gì Xoài biết không? Cái đo tim. À, mình dùng từ là ống nghe nhá. Cái này là ống nghe. Ống nghe đo tim. Rồi, thế bây giờ bác khám cho chú Dương xong rồi thì bác khám bệnh cho Xoài nữa nhá. Thì bác khám bệnh cho Xoài nữa nhá. Hay không khám? Hay không khám đâu. Cái này nghe, cái này bác chỉ nghe thôi. Không, bác khám giống như bác nghe. Khám cho chú Dương Xoài chỉ thôi, cần ngồi không im. Đau đâu. Chú Dương hết đau bụng luôn rồi đây này. Hết rồi. Đấy, hết rồi. Không đau đâu. Bác khám nhanh lắm. Khám vèo một cái là xong luôn. Thử thách lớn không? Thì khám cho Xoài nhưng mà không thích. Thì không biết hả? Bà thôi nhá. Thì thích mang đồ chơi lên. Thầy thích chơi đồ chơi đấy. Nhưng phải bỏ hết ra vì mang đi được cơ. Tối nhá, tối mới xong. Mang. Con xuống con hỏi. Ừ, bác sĩ vừa vào cái là nó chỉ luôn chú Dương. Chưa chào hỏi gì, chỉ luôn. Kiểu đây là người phải khám không phải tôi. Trốn rồi, anh lên gọi đi. Anh bảo bây giờ bà xong bà cũng phải xuống đo huyết áp đấy. Sợ lắm ấy, bình thường đi khám tư hay khám ở viện mà lại sợ thế. Bình thường em cũng cho cả ở viện cả khám tư nhưng mà nói chung là cứ nhìn thấy mặc bác sĩ mặc áo trắng là sợ. Nhiều chỗ bọn em khám quen này phải nhờ bác sĩ là cởi cái áo khoác ra này, mặc quần áo bình thường ấy cho các bạn đỡ sợ. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ của nó là trên này. Nhưng mà mình xuống chơi với chú Dương để mình còn chơi chứ. Xong mình còn chuẩn bị đồ chơi lên. Nhá.
xong mình cầm lên chú Dương. Ừ, thế mình phải tháo ra nữa nhé. Rồi, tối nữa mình mang lên. Bây giờ nhá, tí nữa phải tháo ra. Mình chơi một tí rồi mang lên. Mình chơi một tí rồi mang lên nhá. Xoài ơi, Xoài ơi, bây giờ bác chơi đồ chơi với Xoài nhé. Đấy, chơi với Xoài, bác chỉ chơi đồ chơi thôi. Chơi thôi. Bây giờ Xoài chơi khám bằng đồ chơi. Rồi Xoài, Xoài. Thường thì hai vợ chồng mình sẽ dùng rất là nhiều thời gian trước khi đưa con đi khám là phải thuyết phục bạn ý. À, cho bạn ý chuẩn bị tinh thần trước là hôm nay là dù Xoài có phản đối hay là Xoài khóc lóc như thế nào đi nữa thì Xoài vẫn phải đi khám. Và Xoài trước mỗi lần đi khám thì đều biết được điều đấy và đồng ý là đi khám rồi. Nhưng mà mỗi lần đến nơi khám thì bạn ấy vẫn phản ứng rất là mạnh và vẫn khóc. Bác sĩ tưởng con bị ốm sao mà lại khóc đỏ hết cả má lên này, giống bị sốt đấy. Con có sao đâu, đúng không? Mình có ốm đâu. Mình không ốm thì mình không sợ. Mà khám không đau, chú Dương cười kìa, chú Dương hết đau bụng rồi. Hay là Xoài muốn thử nghe máy thật của bác sĩ không? Xoài nghe bằng ống nghe thật không? Bác sĩ cho Xoài mượn xong Xoài nghe. Xoài, cho bố. Xoài cho bác chơi đồ chơi xong rồi bác đưa cho Xoài cái máy thật xem nhìn được vi khuẩn đấy, nhìn vi trùng đấy. Xoài có soi tai với bố bằng máy thật không? Nhìn thấy vi trùng đấy. Con xem không? Xem tay bố nhá. Xem tay bố nhá. À bây giờ bơ Xoài làm bác sĩ. Nhìn này bò đấy. Xem đi. Đi. Rồi. Con cho con mượn cái soi tai ạ. Con bảo là bác ơi đi. Bây giờ con ngồi đây với bố. Rồi. Đấy, bây giờ con ngồi đây với bố nhá. Bố ơi chú, bây giờ Xoài phải xem con vi trùng. Thế á? Bây giờ Xoài... Xong rồi sẽ cho chú nhìn, xong rồi chú nhìn vào ống, xong rồi chú thấy một con vi trùng nó đang ở trong đấy. Đây nhá. Bây giờ con mượn cái này của bác nhá. Con mượn bác đi, con xin bác ạ đi. Cho Xoài mượn cái này ạ. Rồi. Có vi trùng không? Toàn cái gì xanh xanh ấy. Thế Xoài soi cho chú Dương thấy chú Dương có thấy đau không? Không. Đấy, có đau gì đâu. Được, thế bây giờ mẹ xem Xoài được không? Xoài ok nhá. Ôi. Đấy, có đau không? Có đau không? Không. Thế đây. Bác ơi, cho Xoài mượn cái này để Xoài nghe. Đấy. Nào, nghe, bây giờ nghe. Nghe chú Dương nào, xem chú còn đau không? Nghe gì không? À bơ, đến bố nghe Xoài đi. Cho bố nghe Xoài. Có gì không? Xoài nghe gì không? Bây giờ bố thử nghe Xoài. Không đau mà. Thế con có hết sợ không? Thế con có hết sợ không? Đỡ sợ chưa? Không hết sợ được. Không hết sợ được á? Không thấy Xoài có sợ đâu. Xoài em mình chỉ sợ nếu mà nó bị làm mình đau thôi, chứ còn nó không làm mình đau thì làm sao mà sợ. Cái này nó có làm mình đau đâu. Cái này nghe có làm mình đau đâu. Cái này cũng không làm mình đau mà. Đấy, chú Dương vừa nãy đau bụng, chú khám hết đau rồi. Không chả thấy đau gì cả. Nhưng Xoài đau á? Chuyên gia tới đây. Mặc dù khi bác sĩ thực đến nhà và khám cho người chú thì đến lượt Xoài là Xoài bỏ chạy trốn lên lầu. Nhưng mà khi bố lên bố thuyết phục thì Xoài vẫn chấp nhận và quay trở xuống tham gia vào với câu chuyện của mọi người. Nên tôi nghĩ rằng là cái ấn tượng sợ hãi tuyệt đối với cái hình ảnh của người bác sĩ là cái không có ở bạn Xoài, mà chẳng qua là một cách mơ hồ chúng ta có một cái sự dán nhãn nào đó, định bệnh nào đó đối với con trẻ là
con rất là sợ bác sĩ, con đừng sợ nữa, con đừng sợ nữa. Thì cũng may quá là gia đình của Xoài hôm nay đã tạo một cái không gian phải nói là hết sức là tuyệt vời, với những cái phương tiện, dụng cụ và với cả những nhân vật đóng rất là tròn cái vai của mình, từ bệnh nhân đến bác sĩ, để có một cái sự hỗ trợ tuyệt đối cho con. Xoài không thích tiếp xúc với bác sĩ là cái mà tôi nhận ra, không phải ở chỗ tiếp xúc về mặt trao đổi, giao tiếp, mà tiếp xúc khi có sự đụng chạm vào các cái dụng cụ, phương tiện của bác sĩ. Nếu là đồ chơi thì con chấp nhận rất là dễ, nhưng mà đụng vào dụng cụ hành nghề thật của bác sĩ á, thì con hơi có một sự dị ứng. Thử thách lớn không? Đưa cho em con. Trời, muôn dạng ghê chưa? Ôm vô người, ôm vô. Ôm vô, ôm vô. Đây, đây. Đây, đây. Con vuốt vuốt á, con dịch nó hiền lắm. Thôi, ra ngoài làm cổ động viên nè. Let them rest. Em sẽ bịt mắt lại nha. Trời ơi, vui quá. They're scared. Con đứng ở ngoài chỉ nha. Catch any. Dạ, dạ. Yeah, but that's okay, Angelina. But you know, we don't need to catch them. When Nancy Jim try to give to you, you don't take that. No, because she's scared. That's okay, sweetie. You don't need to do something if you're not, if you don't like it, right? You're a little bit scared, right? Give me a kiss, honey. But I wish I was not scared, Harper. Yeah, but it's okay if you don't like it. Hey, give me a kiss. Con thích nhất là bắt vịt. Bởi vì con thích động vật. Bắt vịt chỉ cần sợ xíu xíu thôi đấy. Ủa? Tới em, con sợ vịt xíu xíu thôi. Chết tôi rồi. Chị có sợ vịt nhiều không? Không nói nhiều lắm, nhưng mà chết tiêu giống em á. Là phải chạy theo nó rồi kèm chạy. Ý là cái này là phải một người không có bắt được. Sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu. Thẳng tí nữa được rồi, tiện tạ. Sao lưng bên đây chị ơi, bên đây. Thẳng phải. Rồi, 3, 2, 1, bắt đi. Sao lưng. Đúng rồi, đi nào. Con lùa vịt qua cho mẹ. Con lùa qua cho mẹ. Đi thẳng đi. Lùa qua. Rồi. Lên, sau lưng. Rồi, chị ơi. Đi thẳng. Chị có đi nha, bắt đi. Đụng đầu cái bột. Bên phải. Phải nữa. Thẳng vào. Rồi, bắt. Nó chạy. Thẳng nhanh lên. Con vịt đó con, thấy con vịt không? Chạy. Chúng ta chuẩn bị 10 giây cuối cùng. Như thế, phần chiến thắng sẽ thuộc về gia đình của chị Trang. Rồi, cả hai gia đình chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để hoan nghênh cho hai gia đình đã có trò chơi thử thách bắt vịt. Một tràng vỗ tay thật lớn đi nào. Angelina, let's go. Rồi, cảm ơn các chị rất nhiều. Rồi, cho ông bố thử coi. Không thấy gì hết. Rồi, hết rồi. Papa. Ok, không sao. My leg. It's me. Không sao,
sao lắp 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 rồi rửa lắp rồi rửa lắp hả lắp bên hết sang it's okay I'm sweetie I'm happy yeah yeah come here con không thích cáp tại vì nó sẽ ngứa con không muốn cáp vào đây cáp nó vô giày con nhiều không Son không ăn nhiều lắm nhưng mà hơi tại vì nếu mà cáp trong hồi nãy cáp trong cái giày con nó cứ hơi ít hơi nhiều mà cũng hơi vừa nữa thế em nếu mà con thấy cáp vào cái giày con là con sẽ thấy đau xíu với lại là ngứa xíu đúng với lại nhột xíu là mất rồi với lại là cáp vào giày con phải nhảy thì nó mới là cát không nhưng mà nhảy sao mày cát nó bung lên em tới mọi người sao mày nó dùng mắt nguy hiểm mắt không đi bác sĩ á thôi mình không được làm vậy đâu mình chỉ chùi thôi chùi nó mới ra được chứ mình nhảy ra nó bung lên á sao mày mọi người nó có vô mắt sao mày nguy hiểm với lại là mọi người cay mắt đúng không mở mắt được còn mình không được làm vậy còn đau nữa take off the sand and you know let's go okay. It's okay I got it you take off the shoe I know I will okay rồi lát nữa rửa chân lại so back again you go hold me wait sand in my leg also okay right now here okay. Back inside. Mình thích không? Mình thích không? Con vịt giờ dễ thương quá hiền. Em có rồi. Con tới con rờ rờ nè, đã chú Phong cho con rờ okay, rờ. Turn around. Turn around. I need to. Let me fix your hair. It's okay, right? Okay. One little duck jumping on the bed. Vuốt cái đầu á con. Son. Đúng rồi, bạn ấy thích vuốt cái đầu nha. Bạn ấy thích vuốt cái đầu. Nó okay. Hiền quá con ha. Em thấy con dịch nó hiền không tụi con? Angelina, can I have your foot? Nó sợ thôi. Yes. Otherwise, I can fix you. Hai con vịt nó hùng nhau. We live in a big city and I think we're all missing out on that. Not only Angelina, but also us. So to do more experiences like this as a family is something which I think is really, really valuable. We are here in Vietnam. We should do much more than just living a very isolated life in Ho Chi Minh City. So thank you very much for giving us this opportunity. Quite an eye opener that actually Vietnam is so close by. We need to get out of our comfort zone. Let's say just staying in the city. Thank you. Dạ có ngày vui ơi là vui vui là tại vì con có ba mẹ được đi với con được thấy con cũng được thấy cái cây dừa nữa con cũng được đi sao con được thắng con lấy cái lá cờ nữa con vui mà mình được cũng chơi với anh sẽ chơi với em chơi thì được chơi với anh em mua nữa rất thật vui luôn. Yeah. Rồi tạm biệt nha, tạm biệt em, bye bye. Chào em. Hai em nha. Chuyên gia tới đây. May quá, thực sự là từ nhiều tập trước tôi đã luôn luôn có cái sự đánh giá cao cái việc trò chuyện hướng dẫn cho con của vợ chồng nhà chị Đan Trang, ba mẹ của Son. Thì trong cái hoạt động này chúng ta thấy chị Đan Trang chị đã lăn xả vào, chị tham gia cái trò chơi một cách hết sức là nhiệt tình. Thì chị luôn trò chuyện với con, động viên, khích lệ con và giải thích cho con đây, con vịt như thế này, như này. Mà cái chiến thắng cuối cùng mà thử thách này dành cho Son đó là Son dám vượt qua cái nỗi sợ là
ôm con vịt ở trên tay của mình. Thử thách lớn không? Đã à, làm gì mà. Đâu, bố mẹ chỉ đang hỏi. Chơi mà. Mình đang chơi cái này. Mình đang chơi soi vi trùng mà. Nhớ không? Nếu mà lúc nãy Xoài vừa bảo với chú Dương là mấy bạn trong này này, mấy bạn trong này đều cười này. Còn cười mà. Nếu bạn nào khóc thì sẽ bị khám lâu đúng không? Có phải lúc nãy Xoài nói thế không? Bạn này cười này. Đấy. Bạn này cũng cười. Đấy. Bạn này cũng cười luôn. Bác sĩ cũng cười mà. Bây giờ bác sĩ khám cho mẹ. Cười. Rồi bác sĩ khám mẹ. Nào lo mặt nào. Lo mặt. Chú Dương ơi, ra chơi với bố mẹ với Xoài. Mà bác ơi, tôi muốn mua thuốc. Không nhìn mang cái này cơ mà. Nhìn cái này có thấy không? Thế yeah. Á? Phải cho mắt vào đây nhìn này. Mẹ không nhìn thấy gì ấy. Tại vì nó giả vờ mà. Nó giả vờ à? Xoài. Xoài ơi. Kìa. Bác gọi con kìa. Bác có cái này cho con. Nhắm mắt rồi nhé. Nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi. Cái gì? Nào, cho cái tay ra. Con cảm ơn bác nha. Con cảm ơn bác ạ. Bác sĩ, cái này là cái gì ạ? Cái này dùng để khám răng thì phải. Khám răng á? Xoài được khám răng bao giờ chưa? Ờ thế Xoài bị làm sao mà phải khám răng thế? Răng Xoài ăn kẹo nhiều bị vẫn phải khám răng. Ăn kẹo nhiều bị khám răng? À, ăn kẹo nhiều mà phải khám răng à? Thế ăn kẹo nhiều thì bị làm sao mà lại khám răng nhỉ? Bị đau răng hả con? Bị sâu răng. À, bị sâu răng. Vậy thì bây giờ mình phải ăn ít kẹo lại nhỉ? Ăn ít bánh lại thì để cho đỡ bị sâu răng nhá. Với cả là buổi tối trước khi đi ngủ thì phải làm sao? Phải gì? Phải làm gì để bảo vệ răng nhỉ? Cái gì nhỉ? Xoài còn nhớ răng rửa mặt. Đúng rồi, mình phải đánh răng. Ôi dồi ôi, bác sĩ kiểu gì thế này? Thế hàng ngày ở nhà Xoài ăn uống như thế nào nhỉ? Xoài hay ăn gì? Buổi sáng Xoài lại sẽ ăn mì. Ăn mì? Ừ. Rồi, Xoài có chịu ăn rau không? Hay ăn rau rồi. Ăn rau rồi. Ừ. Thế Xoài ăn uống Xoài phải ăn nhiều rau này, nhiều hoa quả này để hệ tiêu hóa tốt nhá. Xoài sẽ không bị đau bụng giống như chú Dương đâu. Phải nhớ chưa? Vâng ạ. Với cả trong lúc ăn thì không được chạy nhảy đúng không hả Xoài? Chạy nhảy bị chớ. Đó. Cho bác mượn bác chơi cùng với Xoài nhá. Cái này dùng để nghe đúng không? Thì bác thử nghe Xoài nhá. Ghi chung. Ừ, bác nghe cho Xoài nhá. Xoài ơi. Xoài. Bác nghe cho Xoài nhá. Cái này đúng phải biết để làm gì. Cái để kiểm tra mắt đấy. Cái này gấp con sâu ở tai. Con sâu ở tai à? Ở trong tai Xoài có con sâu không? Có sâu không? Có. Xoài ơi, cái này cái gì nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Cái điện tiêm. Em bác thử tiêm Xoài cái nhá. Nào, tiêm vào tay nhá. Có đau không? Không đau nhỉ? Có con sâu vào tay nhá. Ừ, con sâu ấy. Con sâu rồi lấy cái này gắp ra. Gắp rồi nhé. Mẹ đo nhiệt độ cho bố nào. Ôi bố màu vàng trời ơi. Bố ơi, thầy cho bố thuốc. Rồi bố xin. Bao nhiêu tiền? 4 triệu. 4 triệu. Ôi dồi ôi. Xoài ơi, thế lúc nãy bác với Xoài chơi đồ chơi rồi. Bây giờ bác lấy đồ thật, bác xem tim cho Xoài nhá. Bác nghe tiếng tim của Xoài nhá. Hay là cho Xoài tự nghe tiếng tim của Xoài trước nhá. Sẽ tự nghe tim Xoài á? Ủa, sẽ tự nghe tim Xoài. Nghe cái này hay lắm. Mẹ không biết đâu. Xoài tự đeo xong Xoài tự nghe á. Xoài ngồi đây, bác ngồi đây bác bảo. Xoài ngồi đây bác làm cho. Đây để bác đeo cho Xoài nhá. Nào, bỏ tay xuống nào. Và hai bên tai này. Nào, để vén cao áo lên này. Đấy, Xoài nghe thì không? Nghe thì không? Có nghe tiếng không? Nghe Xoài. Ừ. Nào, thế bây giờ đến lượt bác nghe Xoài nhá. Nào, Xoài quay mặt ra đây với bác sĩ nè. Rồi, bây giờ Xoài phải áo lên cho bác sĩ nghe. Bác sĩ sẽ nghe cho Xoài nhá.
sạch đến cao áo lên ạ. Ui, xoay khỏe đấy. Ui, khỏe. Đúng rồi. Đối với chúng mình thì như thế là rất thành công rồi. Thành công và khá là bất ngờ khi mà Xoài đã đồng ý cho bác sĩ dùng cái ống nghe để nghe, và Xoài còn tự giác kiểu vén áo lên để cho bác nghe và đứng rất là bình tĩnh. Wow. Thế bác sĩ hỏi Xoài này, thế bác sĩ có làm Xoài bị đau không? Con có bị đau không? Có. Có. Đau. Đau đau ở chỗ nào? Đau ở đâu ạ? Bác sĩ không làm đau Xoài này, bác sĩ làm cho Xoài cười này. Thế thì bác sĩ có phải người tốt không? Bác sĩ còn chữa bệnh cho Xoài nữa nếu mà Xoài bị ốm ấy. Xong bác sĩ làm chú Dương hết đau bụng được luôn. Thế bác sĩ là người tốt không? Bác là người gì? Bác Xoài. Bác Xoài không trả lời à? Xoài, Xoài có phải lần trước bạn Cam bảo Xoài là lớn lên bạn Cam thích làm bác sĩ không? Đúng không? Xong bạn Cam có nhiều băng gâu ấy, xong bạn Cam băng cho Xoái. Xoái nhớ không? Đúng à? Thế bạn Cam lớn lên làm bác sĩ thì bạn Cam là người tốt không? Có à? Thế bác sĩ có phải người tốt không? Nãy giờ bác sĩ chơi với Xoài rồi. Xoài cười rất là nhiều. Thế bây giờ làm bạn được không? Chơi đồ chơi với Xoài có được không? Có được không? Tiếp tên trên tên đấy. Nếu bây giờ Xoài đồng ý bác sĩ là người tốt thì đập tay với bác sĩ nhé. Ừ, high five nào. Ok, thế con high five đi. Nào. Con bây giờ con đồng ý bác sĩ là người tốt đấy. Yeah. 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 Thế bây giờ con bảo là con chào bác sĩ, con cảm ơn bác sĩ đi. Con chào bác sĩ. Con phải nhìn bác chứ. Con chào bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bác. Con cảm ơn bác ạ. Ok, con high five lại với bác nè. Con cảm ơn bác sĩ ạ. Bye bye Xài nhá nè. High five. Yeah. Con chào bác sĩ đi, con chào bác sĩ ạ. Chào bác sĩ. Con chào bác sĩ ạ. Chuyên gia tới đây. Cái quá trình chúng ta theo dõi câu chuyện của gia đình bạn Xoài, các bậc phụ huynh có thể rút ra cho mình một cái kinh nghiệm. Thứ nhất là chúng ta trao đổi, trò chuyện, nói chuyện với con bằng hình thức kể những câu chuyện, đọc một quyển sách, để cho con có sự thừa nhận cái nỗi sợ thực sự của con là nỗi sợ gì. Và chúng ta tìm cách nói chuyện để con giải thích rõ hơn về cái nỗi sợ đó. Và khi trẻ đã thừa nhận sợ bác sĩ thì chúng ta tạo một cái môi trường, một cái không gian, một cái hoạt động cụ thể có liên quan đến các nhân vật mà trẻ đang sợ. Và cái không gian cuối cùng mà chúng ta nhìn thấy ở gia đình bạn Xoài rõ ràng là một sự thành công vỡ òa, phải không ạ? Khi mà con đã chịu tương tác với bác sĩ thật bằng những cái phương tiện, dụng cụ thực hành nghề nghiệp của bác sĩ thật. Điều này không thể nói rằng là một sớm một chiều có thể đạt được đâu, mà các bậc cha mẹ phải hết sức là kiên trì. Xong rồi, sau hôm nay Xoài biết là bác sĩ là người tốt chưa? Rồi. Yeah. Thế bây giờ Xoài còn sợ bác sĩ nữa không? Thế á? Thế không sợ bác sĩ nữa. Thật không? Thật. Ok. Xoài vẫn sợ bác sĩ một tí đúng không? Có. Vẫn là chủ đề những điều bố mẹ mong con thay đổi. Ngày hôm nay, cả Xoài và Son đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vui vẻ, thích thú, đến hoang mang, lo sợ. Khoảnh khắc giọt nước mắt của Xoài hay tiếng hét của Son vang lên. Cứ tưởng rằng hai cô cậu bé đã bỏ cuộc. Nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ và nỗ lực của các bé, thử thách chỉ còn là chuyện nhỏ. Chỉ với một ngày không thể giúp cho nỗi sợ bác sĩ của Xoài có thể biến mất hoàn toàn, cũng không thể mang Son đến trải nghiệm tất cả những trò chơi dân gian mang đậm văn hóa Việt Nam. Nhưng chỉ cần giúp cho Xoài hiểu ra rằng bác sĩ không phải là người xấu, Son có thể thêm yêu những nét mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất đổi thân thương của văn hóa Việt đã là một thành công rất lớn của gia đình và của cả những người thực hiện chương trình. Chinh phục những cái mới hay vượt qua những nỗi sợ vô hình, bằng tất cả những nỗ lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ làm được thôi.
anh cả Andy và cậu bé Đậu chính là hai chiến binh cho thử thách ở tập tiếp theo. Cha cha, trông cả hai rất hào hứng, nhưng không biết là các cậu bé sẽ đối mặt với nỗi sợ hoặc là tật xấu nào đây. Vậy thì hãy cùng đón xem tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 20h25 phút thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20h50 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chút nữa thôi.